chào tất cả anh em đã quay lại với Diêm Cảnh Hạ Lầu. Hôm nay em giới thiệu cho anh em biết một loài chim bé nhỏ xinh xinh, đó là chim tiểu thang. Chim tiểu thang này giống như màu giống như chim chích chè thang, tông màu của nó là màu đen với màu trắng giống như chim chè thang, nhưng là cái xe nó nhỏ hơn nhiều, cái xe nhỏ chỉ bằng 1,5 thôi, đỡ bằng con chim khuyên. Khuyên to hơn chim khuyên một tí đó. Chim nhỏ rất là đẹp. Chim nuôi giống như là nuôi chè thang chè lửa nha anh em, thức ăn của nó là cũng như cám, vị sâu, cù cào hay kiến kiến, nó cũng dễ nuôi hơn nhiều so với chè thang chè lửa. Đó, cái con chim này em nuôi tháng rồi, nó dạng rồi. Em quay gần cho anh em xem nha. Cái điện thoại này nó nhảy nè. Giọng hót của chim tiểu thang là cũng giống như chim chích chè đất nha anh em, có điều hơi nhỏ một tí đó, tại cái thứ nó nhỏ nên nó hót nhỏ hơn chè đất. Xinh quá ha, trắng đen rất là đẹp. Cho ăn tắm rửa cũng giống như mấy con chim khác nha anh em, mình cho qua lồng tắm cho nó tắm cho nó đẹp. Mấy con này 2-3 bữa rồi em chưa tắm lắm, do bữa giờ trời mưa quá em không có tắm nên lông lá nó cũng được mướt cho lắm. Giá chim này cũng rẻ hơn mấy trăm mà, chim bổi mới về này bán 250, chim mẹ em nuôi tháng nó dạng rồi cũng bán là 300 một con, còn mấy chim có mùa này giá cao hơn một tí thì theo con đó. Mấy con này là giờ hiện tại là 300 một con. Anh nên thích thì alo cho em nha, số điện thoại em cho để góc dưới màn hình. Em bán ở Tân Bình, Hồ Chí Minh. Em ở Sài Gòn qua lừa trực tiếp cho nó dễ, anh em ở xa thì em ship cho, anh em ghép con nào em gửi con đó cho anh em nha. Anh em thấy hay thì alo cho em nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm.